Hồi đó tụi em gặp nhau trong lớp học, tụi em học học chung với nhau từ lớp 2. Trời ơi. Rồi. Dạ. Vậy luôn hả? Dạ, dạ. Học học với quận 12 hả? Dạ không, em học ngoài quê, tụi em quê ở Huế. Lúc đó cũng mưa râm râm đồ thì em cũng tỏ tình người ta là dép cũng phải có một đôi. Nên á là Thọ thì Thọ muốn có Phượng. Thì Phượng làm người yêu Thọ nhé. Đó. Thì bắt đầu là xong rồi là cũng đang trời mưa râm râm, mình cũng thấy là bối cảnh cũng đẹp rồi đó. Nhưng mà nhận lại cái là không đồng ý. Không đồng ý. Là bắt đầu là bạn đồng ý thì lại là biến cố ập đến. Chuyện gì nữa? Lúc em đồng ý là dịp Tết thì em có rủ bạn về nhà ông bà ngoại chơi. Ông bà ngoại cũng thương bạn, xong ông bà ngoại đem ra một cái dĩa trái cây, xong em cũng vô tư hồn nhiên lắm đó. Ngoại ơi, Thọ không ăn được đồ cúng. À thằng này đạo hả? À. Bắt đầu biến cố ập đến từ đó. Rồi là gia đình không chịu. Sau đó là hai đứa làm đám cưới. Em dạ. Chui. Dạ chưa. Mấy năm nữa, lúc đó là đang quen thôi. Không quen. Có nghĩa chấp nhận cho quen đó, chấp nhận cho dạ. Quen. Với thêm một cái nữa là cũng là xem như là biến cố, tại vì khi mà vợ em học đại học thì cũng rất nhiều người nói là tại sao lại yêu một cái anh mà ở quê ở đồ đó. Mình học đại học Sài Gòn sau này mình ngon nữa. Thì bắt đầu là em cũng từ đó cũng là một cái động lực. Và em cũng cố gắng thoát nghèo từ đó. Dạ em xin giới thiệu, em là Phan Văn Thọ, hiện tại em là đang là chủ của salon tóc Thọ. Anh em nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 31 ạ. Em ơi em. Dạ em chào anh chị, em tên là Phan Thị Phượng, em cũng đang hỗ trợ cho anh Thọ bên mảng salon tóc. Thì em hiện là marketing cho salon mình. Em năm nay bao nhiêu tuổi là Phượng? Dạ em 30. Salon tóc em là ở quận mấy? Dạ em ở quận 12 ạ. Em có hai cái là 96 Dương Thị 10. Với lại một cái là 75 Trần Thị Cờ, đều ở quận 12 luôn. Rồi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau và yêu nhau? Hồi đó tụi em gặp nhau trong lớp học, tụi em học học chung với nhau từ lớp 2. Trời. Trời đất ơi. Dạ. Vậy luôn á hả? Dạ. Học 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 dưới quận 12 hả? Dạ không, em học ngoài quê ạ. Tụi em quê ở Huế. Em ở Thừa Thiên Huế. Tụi em học chung với nhau. Rồi chơi thân với nhau. Tụi em từ bạn thân rồi qua yêu rồi cưới. Tới lớp mấy thì ông mới tỏ tình với bà? Cấp 2 á thì bắt đầu là em là thầm thương trộm nhớ rồi. Tới lớp 12 mới tỏ tình. Cấp 1 là thích là đã thích. Dạ, đã thích. Cấp 2 là thầm thương trộm nhớ. Cấp 3 là tỏ tình. Dạ, dạ. Cả cuộc đời ông hy sinh cho bà này. Dạ, có một câu này thôi đúng không? Một bà này thôi. Dạ. Tỏ tình sao? Giờ dạ, khi mà đó là 12 xong bắt đầu thi đại học. Thi đại học xong là biết kết quả là bằng đầu đó. Còn em thì thi 12 thôi, em không có vào đại học. Tại vì là em không có điều kiện nhiều, gia đình em hồi đó là hộ nghèo. Thì khi mà biết bằng đầu rồi bắt đầu là em cũng dẫn bạn đi một cái bãi biển ở quê em. Lúc đó cũng mưa râm râm đồ thì em cũng tỏ tình người ta là dép cũng phải có một đôi. Nên là Thọ thì Thọ muốn có Phượng. Thì Phượng làm người yêu Thọ nhé. Đó. Đó. Thì bắt đầu là xong rồi là cũng đang trời mưa râm râm, mình cũng thấy là bối cảnh cũng đẹp rồi đó. Nhưng mà nhận lại cái là không đồng ý. Không đồng ý. Gió hiu hiu rồi thấy ớn lạnh rồi đó, thấy trong rừng dưa hết cô. Xong cái này, ủa gì vậy? Đang bạn thân mà yêu đương gì? Nói gì không hiểu gì hết. Thật tình không Phượng, thật ra anh muốn hỏi cho anh muốn xác nhận là dạ. Em không hề có một cái cảm giác là bạn dạ này thích mình luôn. Dạ không. Tại vì mình suy nghĩ là bạn này là bạn thân của mình. Rồi lúc đó thì Thọ làm sao? Có bị hụt hẫng không? Dạ hụt hẫng lắm chứ. Không phải là bạn nó không đồng ý, nhưng mà bạn cũng không có trả lời kiểu vậy đó. Cứ 5 năm vậy đó. Xong một cái là bắt đầu là bạn vào Sài Gòn học đại học. Đó, còn em thì ở quê. Em ở quê một năm thì em làm ngư nghiệp với ba. Dạ thì vẫn yêu như vậy đó. Thì bắt đầu em vẫn theo đuổi rồi. Dạ. Ủa? Bà đâu có nhận lời đâu mà sao yêu xa? Quyết tâm theo đuổi. Cho nên là cho cơ hội để cho bạn ấy tiếp tục tỏ tình với dạ, mình. Tại vì em cũng chưa tin tưởng bạn này. Cái lúc mà em ở quê em được một năm rồi bắt đầu em vào Đà Nẵng học nghề tóc. Thì vẫn yêu xa như vậy. Rồi đến cái lúc mà em mà lập nghiệp ấy. Thì em vào Sài Gòn. Là lúc đó là bạn vợ vẫn ở Sài Gòn. Dạ bạn vẫn ở Sài Gòn. Đó. Bạn đã học xong dạ, chưa? Dạ cũng bị tốt nghiệp rồi đó. Rồi đến khi nào thì mới chính thức coi như là yêu nhau? Tầm khoảng cuối năm 2 á. Bạn học cuối năm 2 á. Thì bắt đầu. Dạ lúc đó là Thọ đang học tóc. Dạ đang học tóc. Thì khi cũng ra quê lại thì cũng là trên một cái bãi biển. Cũng là mưa nữa. Rồi mưa nữa. Rồi có nói là đẹp có đôi không? Dạ. Khi đó em hỏi là bây giờ suy nghĩ chín chưa? Thì bạn mới nói là rụng luôn rồi. Rồi. Dạ quyết định yêu nhau. Dạ. Đó lúc đó là nắm tay rồi hồn cái. Rụng ơi, tại rụng rồi mà. Dạ rụng rồi. Có đi về không hay là ở biển chơi hết đêm luôn? Dạ không, đi về sợ ông bà ngoại la. Khi đó là bắt đầu là bạn đồng ý. Thì lại là biến cố ập đến. Chuyện gì nữa? Lúc em đồng ý là dịp Tết thì em có rủ bạn về nhà ông bà ngoại chơi. Ông bà ngoại vẫn thương bạn, xong ông bà ngoại đem ra một cái dĩa trái cây, xong em cũng vô tư hồn nhiên lắm đó. Ngoại ơi, Thọ không ăn được đồ cúng. À thằng này đạo hả? À, bắt đầu biến cố ập lấy từ đó. Là gia đình không chịu. Dạ, dạ. Gia đình do khác đạo. Em là đạo Phật gốc. Em tin lành. Tin lành. À, tin lành. Dạ. Rồi làm sao để các bạn vượt qua cái sự mà cái biến cố đó khác đạo như vậy? Dạ tụi em vẫn âm thầm và
tự gỡ rối với nhau. Bằng cách nào? Bằng cách thời gian chứng minh cho mọi người biết tình yêu của mình thôi. Thì cũng cố gắng học nghề, mỗi lần mà bạn vợ em ra quê đó thì em cũng đưa đón đi chơi đi đồ này nọ là em lo, nhưng mà em chỉ có đứng xa xa nhà thôi chứ không dám đến. Bữa đó cũng là tụi em rất là có duyên với mưa luôn. Mưa nữa à, đón bạn về trên sân bay về là bắt đầu là hai đứa đi ướt nhem luôn. Bắt đầu là em mới nói quyết tâm là thôi vào nhà chào ông tiếng. Khi mà vào thì ổng cũng lạnh lòng, thằng cháu nó ướt nhẹp. Khi mà bắt đầu em quay lưng em nói thôi ông con về thôi ông kia thôi, thôi quay lại uống nước trà đi. Đó, thì bắt đầu là từ đó là ông mới chấp nhận. Ông ngoại đó. Dạ, ông ngoại ông mới chấp nhận. Sau đó là hai đứa làm đám cưới. Em xui. Dạ chưa. Mấy năm nữa? Lúc đó là đang quen thôi. Đúng quen. Có nghĩa chấp nhận cho quen đó. Chấp nhận cho quen. Với thêm một cái nữa là cũng là xem như là biến cố. Tại vì khi mà vợ em học đại học thì cũng rất nhiều người nói là tại sao lại yêu một cái anh mà ở quê ở đồ đó. Mình học đại học Sài Gòn sau này mình ngon nữa. Thì bắt đầu là em cũng từ đó cũng là một cái động lực. Và em cũng cố gắng thoát nghèo từ đó. Rồi bây giờ là hai đứa là có mấy đứa con rồi? Dạ đang có một bé 3 tuổi. Một bé 3 tuổi, hai trai hay gái? Dạ con gái. Sang Trang. Sang Trang, sang Trang nè. Hãy kể về những cái tật mà mình chưa vừa lòng ở đó ở bạn đời của mình. Đó mà ta gọi là tật xấu đó. Tật xấu hả Phượng? Bạn có một cái tật xấu là làm em thức xuyên đêm. Là tại sao? Khi mà bạn đi nhậu xỉn về á thì bạn chỉ có việc lăn ra ngủ thôi, không quan tâm ai làm gì hết. Ngủ á thì ngáy, ngáy rất là to, rồi lâu lâu lại gác nữa, ngáy to đến mức mà em không thể nào ngủ được là em thức xuyên đêm đó luôn. Bạn một tuần vậy mấy lần? Tuần được vài lần. Trời ơi, tuần vài lần. Được vài lần hả? 4 lần hay 5 lần hay 1 lần? Nó cũng không có cố định thời gian được trong tháng chị thì mình giao luôn. Là 3, mình 3 ngày không? Là 3 hay 4? Cũng 3, 4 ngày. Tối ngủ không được, rồi sáng rồi có mít lòng không? Sáng thì ngủ em ngủ tới trưa thôi, lại làm gì làm. Rồi có cầm ràm bóng không? Các bạn không tin, nói là anh đâu có ngáy đâu, bao giờ ngáy đâu, không tin. Rút lại nè, nhậu nè, nhậu hay rồi, cãi. Hay cãi. Không tin thì em có bằng chứng mà. Quay lại đúng không? Quay video lại. Anh cãi. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ em nghĩ là hết rồi phải không? Không muốn thay đổi. Bớt ngáy lại. Bớt khó lắm. Bớt ngáy thì chỉ có khóa cái mở lại thôi. Khó lắm. Bệnh lý rồi. Chỉ có bớt nhậu thôi. Chỉ bớt nhậu thì có khả năng sẽ bớt ngáy. Mình nhậu cho công việc á. Cũng thông cảm cho chồng, dạ, đúng không? Thôi đúng không? Rồi. Dạ. Thôi vậy mình qua phòng khác ngủ được không? Không, thiếu hơi không? Đó, dạ. Giờ tới bạn chồng nè. Bạn đã khui rồi thì em cũng khui luôn. Khui đi. Bạn có một cái tật cũng khá xấu là bạn hay cắn. Cắn cái gì? Dạ, ở đâu cũng cắn. Có nghĩa là tâm trạng lúc nào cũng cắn hay là... Mỗi lần bạn gặp em, mỗi lần em đi làm về là... bạn cắn với bạn phá rối. Tết nhất rồi đó, làm rất là mệt, rất là đông. Về là chỉ muốn lăn ngủ là bạn... bạn quậy, bạn không cho ngủ. Bạn lúc nào mà gọi là bắt ngủ chung mới được. Mà nhiều lúc là giống như em bực mình luôn. Đang ngủ được không? Mang rồi đi làm nữa. Bạn cũng cười, bạn cứ nhõng nhẽo ra đó. Rồi bắt đầu là em cũng chịu. Có nghĩa là cũng phải xuyên đêm. Xuyên đêm đó em. Đó. Rồi giờ là dạy cho ông bé em cũng dí theo vậy đúng không? Mỗi lần là em mệt là không bao giờ ngủ được. Là mẹ con là cũng cắn. Con luôn. Là nó cũng cắn mình luôn. Vậy con nít thứ thật xấu. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì nhất trong cuộc đời ô trọc này? Dạ em mong muốn là bạn bớt nhõng nhẽo lại thôi. Là bớt cắn đó phải không? Dạ bớt cắn lại. Chứ bạn làm cái đó mệt lắm. Thấy hai vợ chồng thấy đáng yêu quá chị. 3 năm rồi mà như là son, quá son luôn. Vậy là sau đêm nay về là có đứa nữa nè. Đúng rồi, tích cực cắn lên. Và sau đó sẽ có em trai. Thôi chúc cho hai vợ chồng chọn đúng ngày lành tháng tốt. Một em bé trai sẽ đến với gia đình. Chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Tên em là Lộ Tuấn Anh, em 30 tuổi và em đến từ Hà Nội, đang làm nhân viên khách sạn ở Hà Nội. Còn em? Dạ, em là Lê Hồng Diệp ạ, em 30 tuổi và em là giáo viên tiểu học. Tụi em từ Hà Nội bây giờ đây? Dạ vâng ạ. Hai vợ chồng gặp nhau đâu? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy là ngày đấy còn blog 360 độ ấy ạ. Thế là em mới thấy cái ảnh của anh ấy chụp. Anh hồi đấy anh cạo đầu chọc này, xong anh ấy bấm nhiều khuyên tai lắm, trông ngổ ngáo lắm mà trông yêu lắm. Thế là em mới add nick Yahoo làm quen. Thế thì bọn em cũng phải nói chuyện đến gần một tháng thì em thấy anh ấy nói chuyện rất là có duyên. Em mới hẹn gặp anh ấy. Vâng. Ở gặp nhau bao nhiêu lần thì mới yêu nhau? Gặp nhau đến lần thứ 3 thì yêu nhau, nhưng mà lần thứ 2 và lần thứ 3 cách nhau 2 năm ạ. Vâng. Ủa sao kỳ vậy? Lý do gì mà lần thứ 2, lần thứ 3 cách nhau tới 2 năm? Tại vì đến lần thứ 2 thì em mới phát hiện ra là anh có người yêu rồi. Thế em mới cũng cố thử thêm lần nữa. Em mới bảo là đi cà phê không, thì anh mới bảo là không, còn đang bận ngủ. Em tức là em tự ái lắm, thế là em thôi. Coi như em biết cái bạn này có bồ rồi, em tức quá em bỏ đi. Vâng. Rồi lý do gì mà 2 năm sau gặp lại? Lúc đấy em chia tay người yêu rồi. Vâng. Thì là lên trên mạng có gặp vợ thì cũng nói chuyện rủ đi chơi,
đưa nhau đi tô tượng và ăn kem, thế là đổ. Tô phát xong là đổ luôn. Mất 3 tiếng đấy chị ạ. Thêm 2 ly kem xôi mỗi 5 nghìn nữa. Ở trong cái thời gian mà các bạn yêu nhau thì có lần nào chia tay không? Dạ, chia tay thì nhiều lắm. Nặng nhất là 1 tháng là trước khi cưới. Thì khi mà em đặt vấn đề với anh ý thì anh về có hỏi bố mẹ. Thì bố mẹ anh ý nói là chưa đồng ý. Bởi vì là bây giờ anh ấy công việc chưa ổn định. Thế còn bố mẹ em thì nói là trông nó bằng tuổi mày nhưng nó trẻ hơn mày á, thì liệu nó có lo được cho mày, cho con không? À. Tức là hai bên gia đình là đều là không tin tưởng. Vâng. Thế lúc đó em như thế nào? Thì lúc đấy vợ dỗi không cho cưới, là vợ bỏ đi Thái Lan 15 ngày. Em đi một mình hay là có ai? Em đi một mình ạ. Thực ra thì cái lúc mà bọn em vẫn đang quen nhau ấy thì em cũng có chơi với một anh bạn người nước ngoài. Thì anh ấy rất là thích em. Thì anh ấy đang làm việc ở bên Thái Lan. Tuấn Anh có biết là ở bên Thái Lan có một người thích vợ mình không? Bạn gái mình lúc đó? Có, em gặp hắn ở Hà Nội rồi. Nhưng mà em biết bạn gái của em lúc đó là chia tay là buồn là đi qua Thái Lan gặp bạn đó không? Thì lúc đầu em cũng không biết là sang đấy là để gặp là bạn ý. Em cũng không là chủ định để gặp cái người bạn kia đâu mà tại vì không, người bạn nhưng đấy. Mà sang có gặp hay không? Sang gặp đúng một lần nữa ạ. Rồi lúc đó khi mà em biết gặp thì cái phản ứng em như thế nào? Lúc đấy em không ăn được, tức lắm. Ngại, tại vì thấy đi ăn với lão ấy. Đi với lão em sao? Người già lắm rồi, bốn mấy tuổi. Bốn mấy tuổi rồi. Thế rồi sao? Ủa, em nhắn tin là sao đi với người như vậy thì bảo là sao bên đấy có một mình thì làm sao mà biết người ta làm gì. Lúc đấy ông ý còn để trạng thái quan hệ là chuẩn bị cưới. Chuẩn bị cưới với bạn này. Vâng. Tức đi luôn chứ dễ gì. Không ăn được. Hơn một tuần thì bố mẹ cũng có nhìn thấy cái tình cảnh như thế, cũng có hỏi han. Rồi ở đâu em cũng tâm sự thẳng với bố. Rồi bảo thôi được rồi, hạnh phúc hai đứa thì hai đứa tự quyết định. Rồi lúc đấy buổi tối thì em có nói chuyện với bố, lúc ấy bố cũng đồng ý là cưới rồi, em có nhắn tin cho bạn này. Khi mà em nhận được cái tin nhắn là bố anh này đồng ý cho cưới nhau, vậy thì về phía gia đình của em như thế nào? Bố mẹ em thì không ngăn cản gì đâu, tức là bố mẹ em chỉ khuyên thôi là lấy một người như anh ấy thì liệu anh có lo được cho em không? Bố mẹ thì thương con mà, nên ra là nếu mà con muốn cưới thì bố mẹ cũng là sẵn lòng thôi, chỉ dặn dò là hai vợ chồng cũng phải sống với nhau như thế nào để cho nó hòa hợp đấy. Rồi, bây giờ nè, quen nhau 3 năm, vừa qua bao nhiêu sóng gió, tuyệt thật nè. Ba cái cú đó xong rồi là lấy nhau đó. Lấy nhau về rồi chắc chắn là quá hiểu nhau rồi, đâu có gì thật xấu đâu đúng không? Dạ không ạ, lấy nhau về cực kỳ nhiều thứ rồi em mới phát hiện ra. Tôi thấy bà vợ nào cũng vậy nha, mỗi lần nói tật xấu. Ôi dồi ơi, chồng tật xấu nhiều lắm. Cứ định nhường cho chồng khai. Rồi giờ tật xấu giờ em là gì Tuấn Anh? Yêu nhau thì còn trang điểm, son phấn, quần áo là lượt. Nhưng mà khi về cái thì thôi rồi, hơi bừa bộn lắm. Quần áo thì vứt cả lên màn hình máy tính. Đây cả giường. Về lần nào em cũng phải dọn. Vậy là ở nhà chắc có lẽ là em mà dọn dẹp không chứ? Đấy, vâng ạ, em dọn dẹp rồi tắm cho con đấy, toàn sai em ạ. Cái mò này là kèo dưới rồi. Kèo dưới hả? Đâu, tại vì là anh bảo là hồi mà chưa lấy nhau ấy thì đi chơi thì trông em anh cũng khen xinh. Thế xong rồi đến khi mà lấy thì tại sao lại không là lừa thì em cũng nói là thế bây giờ cá mà cắn câu thì cần gì đầu tư nữa. Mà em bầu ấy xong rồi đâm ra là em béo lên khủng khiếp luôn ấy. Không mặc vừa đồ thôi, là anh nhiều quần áo em toàn lấy quần áo anh mặc. Cũng là đàn ông như nhau anh hỏi à. Vâng. Em có thích vợ em trang điểm cho một cái bề ngoài nó bắt mắt hay không? Dạ vâng, em cũng có. Đi ra đường gặp bạn bè trông nhìn nó xinh xắn hơn. Thế em có nói với vợ em không? Có, em nói nhiều rồi nhưng mà tao bảo là... Hôm nay nè, vợ em trang điểm nè, em nhìn thấy vợ như thế nào? Cho điểm đi. Cho 10 điểm. 10 điểm. 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 Trước khi vô đây ở nhà thì mấy điểm? Chắc tầm gần 5 điểm. Ủa sao anh cho em ít điểm thế? Ít thì cũng phải được 7 điểm chứ. Đâu có thể nói thế đâu. 5 điểm anh mừng đó, anh sợ là ổng đó 3 điểm. Vậy là mình phải coi lại cái vấn đề này rồi đó. Ngoài cái lôi thôi lượm thượm ra thì còn cái gì nữa không? Suốt ngày quát chồng. Mùng 2 Tết đã quát chồng rồi. Không quát sao đâu. Thì em có ngồi máy tính xem xét một tí thì đã quát ầm ầm lên. Không phải một tí, nhiều lắm. Đâu quát sao đâu. Giờ này thôi, con chưa tắm cho con. Mùng 2 là bắt tắm rồi hả? Vâng. Hàng gì tắm. Lúc đó vợ làm gì vợ ông tắm cho con? Tại vì anh tắm khéo hơn. À. Anh ý, tay anh ý vững hơn, anh bế con vững hơn, em ôm em sợ. Đúng rồi, tay dài. Có nghĩa là tắm cho con là việc của chồng. Vâng. Nói chung là mấy tật xấu nè, bê bối nè, lụm hụm nè, hay ăn quát chồng nè, tức là ăn to nói lớn đúng không? Hay quát chồng nè, rồi cái gì nữa? Hay cầu nhau. Em ngồi máy tính một tí cũng cầu nhau. Còn cái gì nữa? À, nấu ăn kém nữa, nhưng mà toàn bắt em nấu thôi, bảo là bảo với mẹ vợ, mẹ chồng là con nấu đấy. Đâu, anh bảo, không phải em bảo đâu ạ, anh ấy bảo đấy ạ. Tức là anh ấy nấu xong rồi anh tự bảo với cả mẹ chồng em là em nấu. Nhưng mà lâu dần mẹ chồng em phát hiện ra là em không nấu mà là anh nấu rồi. Em biết rồi. Không, cái vụ quát to thì phải công nhận là sẽ có
Tại vì bây giờ chứng thực là ngồi ở đây là thấy rõ ràng người vợ nói to hơn ông chồng. Nhưng mà có khi nào em quát chồng xong rồi là bị mẹ chồng bắt gặp không? Nhiều lắm ạ. Lúc đầu mẹ chồng em cũng chỉ nói với anh ý để góp ý với em thôi. Nhưng mà sau thấy em không thay đổi ra, mẹ chồng em nói luôn với em là: con ơi, nếu mà nói nhiều quá là đàn ông chán. Em có rút kinh nghiệm không? Chắc là được 1-2 hôm, đến hôm thứ ba em lại quên mất. Tại vì đó cái bệnh nghề nghiệp của em rồi, em là giáo viên tiểu học mà em hay quát học sinh, em quên, về nhà em quên. À, cứ tưởng ông là học sinh của mình. Em bây giờ cho em nói đó, chồng em à? Hơi điệu một tí. Tức là anh ấy thích mê đồ thể thao lắm, anh mua nhiều lắm. Thế cái hồi mà yêu nhau á thì em cũng không để ý lắm, em chỉ thấy là anh này trông có vẻ là mặc đẹp. Thế nhưng mà đến khi cưới nhau xong em phát hiện ra bao nhiêu tủ ấy thì toàn là mở ra toàn là quần áo của anh ấy không thôi. Mà có những cái mà anh ấy mặc 1-2 lần thôi xong lại vứt xó. Thế thứ hai là anh mê giày đấy, xong rồi anh hay chê là em bừa bộn này, cẩu thả này, rồi lôi thôi. Nhưng mà anh ấy vác luôn mấy đôi giày lên giường, anh ấy ngồi anh ngắm. Anh suốt ngày là bắt em là phải sạch sẽ thứ, nhưng mà anh ấy vác mấy đôi giày lên giường. Giày mới hay giày cũ? Giày mới. Giày mới giác được thì mà cũng không sao. Sợ là giày cũ là mang đi dính đất rồi dính bùn này nọ. Mê vợ hơn hay là mê giày hơn? Không lo, vợ không ở nhà thì em mê giày quần áo hơn. Mà vợ về thì em mê không, anh ấy không phải đâu. Anh ấy chỉ để ý đến quần áo, giày dép. Nhiều lúc em muốn nhờ anh làm việc này việc kia, anh cứ ngồi máy tính thì em mới tức, em mới quát đấy. Chứ bình thường thì em quát làm gì? Nó không phải lý do đúng không? Có nguyên nhân. Mà sao em mê dữ vậy? Tức là em có một cái đam mê về giày hả? Nói là cái sở thích thôi ạ. Do chắc là hồi nhỏ bà nội có chăm chút mua sắm quần áo nhiều quá, thế bây giờ thành ra là thích. Rồi bây giờ em mong muốn Tuấn Anh thay đổi điều gì? Nói chung là bớt mê mấy cái đấy đi, để thời gian để chăm vợ chăm con. Thì với cưới xong rồi đẻ con các thứ, nhiều lúc em căng thẳng lắm, em chỉ muốn là tâm sự với anh ấy, ví dụ là anh ơi hôm nay thế này thế kia. Anh bảo thôi anh mệt lắm anh đi ngủ á. Thế anh không nói chuyện với em mấy đâu, ít tâm sự với vợ lắm, ít trò chuyện với vợ. Em mong muốn vậy thôi á. Em mong anh sửa được những cái đó. Thế còn Tuấn Anh, em muốn dịp thay đổi điều gì? Nhỏ tí thôi, tâm lý một chút với chồng, với cả thông cảm cho cái sở thích của chồng. Không, chị thấy Diệp sống trong một cái gia đình nhà chồng như vậy là Diệp rất là may mắn. Bố mẹ đều rất là hiền lành, nhân hậu và rất là thương cái người con dâu này. Thì chị nghĩ rằng em đừng bao giờ nên để mất cái không khí đó. Còn riêng đối với cái mong muốn của chồng em, theo chị là rất chính đáng. Có nghĩa là như vậy, em không bao giờ được để cho em được bê bối trong cái về hình thức lẫn nội dung luôn. Chị nói là cả hai vế luôn đó nha. Lúc nào mình cũng phải gọn gàng, đẹp trong mắt của chồng. Cái đó là cái kinh nghiệm. Có nghĩa là mình đừng có nghĩ là mình ra đường mình mới đẹp, không có. Ở nhà cũng vẫn phải đẹp trong mắt chồng, trong mắt bố mẹ chồng. Rồi sau này còn trong mắt của con nữa cơ. Con của mình lớn lên lúc nào nó không thấy mẹ mình bê bối xấu là nó buồn lắm. Nhiều khi nó có những cái mặc cảm mà mình không biết đâu. Khi nó đến trường hoặc nó ra ngoài đời á, khi nó nhận được những cái câu khen của bạn bè nó đó, ôi trời ơi bố mẹ của bạn đẹp quá, hay là bố mẹ của bạn sang quá, xinh quá, là tự thân nó cũng rất là hãnh diện. Thì huống chi là chồng mình. Đó thì chị chỉ nói là một điều, em phải làm cái điều đó ngay lập tức. Đó là cái thứ nhất, điều đó điều đầu tiên. Sau đó thì đến cái việc là sẽ nhỏ nhẹ với chồng một chút. Tại vì thực ra cái đam mê của Tuấn Anh á, theo chị á, có thể chấp nhận được. Thay vì đam mê những cái khác. Ví dụ như là game nha, những ông chồng thường là game nè, nhậu nè, đi nhậu nè, rồi là thích đi ra ngoài đường, ví dụ hoặc bồ bịch gái gú. Thì cái đam mê này không vướng gì hết. Cái đam mê này là đam mê chấp nhận được. Còn Tuấn Anh á, thì chị thấy nếu được thì em quan tâm với vợ nhiều hơn. Còn riêng cái việc á, mà em tắm cho con nè, hay là em nấu nướng được, sau này em sẽ thấy em được lợi từ cái việc đó. Tại vì sao? Sau này á, em sẽ thấy là cái thành quả mà em làm, đứa con nó đáp lại em làm số 1 luôn. Những người cha á, mà không chăm con thì thôi nha, chăm con được á, là tuyệt vời luôn, khéo hơn mẹ nữa đó. Tuy nhiên em đừng để mất quyền lợi về cái việc đó. Em hiểu không? Em phải học hoặc là em phải hụ hợ, em đừng để đứa con nó đứng hẳn về ba nó. Em hiểu chưa? Vì cái đó là cái quyền lợi của mình. Còn không là một tuổi là nó biết rồi, là nó đeo ba nó không? Em hình dung không? Đó. Còn nấu ăn, ví dụ chồng em nấu ngon thì cần gì, ví dụ như hai chồng cùng nấu cùng ăn với nhau, có phải đâu nhất thiết phải là chồng nấu cho vợ hoặc vợ nấu cho chồng, hai vợ chồng cùng nấu món ăn đó để hai vợ chồng cùng ăn, phải sung sướng không? Rồi về là bắt đầu bắt tay vào nấu liền nghe. Rồi chúc tụi em hạnh phúc nha. Anh dạy em. Đó, Tuấn Anh dạy vợ rồi. Okay. Sau đó là hai đứa nấu rồi đưa bố mẹ ăn thử coi. Là bố mẹ chấm điểm sao, cùng vô tắm con luôn nha. Rồi cảm ơn hai em, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn. Là ông mà em biết em nói tên thật hay là tên nghệ danh ta? Tên thật và nghệ danh luôn. Dạ, hoặc là em nói em ca sĩ thôi. Dạ, dạ em tên là Lê Trần Tất Đạt là tên thật. Nghệ danh là Phong Đạt. Rapper Phong Đạt. Dạ là em là sinh ngày 4 tháng 11 năm 80. Là tính ra năm nay là em cũng 43 rồi. 43. Dạ. Nhỏ hơn tôi có 1 tuổi đó.
Trời, nó 43 hả? Em trẻ lắm, chị nói thiệt đó. Em nhỏ hơn bạn Bin có 1 tuổi thôi đó, đúng không? Nhưng mà nhìn hai đứa nó khác nhau dữ lắm đó. Chị nói thiệt đó. Nó khác nhau, bên kia là đầy đủ đầy, còn bên này nó trụi lũi. Thôi trong không, vậy chứ. Không phải nó đâu. Cũng xem đó chị ơi. Không xem phải đâu, đó. Nói thiệt đó. Bởi vì hôm nay em phải đi theo chị à, bác đó. Sĩ. Dạ, dạ thì em làm nghề chính là em là ca sĩ thì chắc trong giới cũng biết. Và bây giờ thì em cũng đi hát nhưng mà ít thôi. Em chuyển hướng qua làm về studio phòng thu, làm nhạc rồi sáng tác nhạc, làm beat cho ca sĩ rồi đủ thứ cho các bạn ca sĩ trẻ rồi ca sĩ trong nghề cũng ai cũng có. Dạ, sáng đây mình cũng hỏi Đạt luôn là có một thời gian là nhóm D&D tan rã, dạ. Thì các ca sĩ vẫn tiếp tục đi hát nhưng dạ. mà riêng Phong Đạt thì lại mất tích luôn. Thì có phải là cái khoảng thời gian đó là Đạt chuyển qua là Đạt chuyển hướng làm phòng thu không? Dạ không, cái lúc mà em trong nhóm D&D mới vừa rã ra thì Du đồ Vũ cũng đi hát, cũng đi hát nhưng mà em thì lại chui xuống dưới tỉnh. Em chưa suy tỉnh nhiều. Tại hồi xưa là khi mà có ai cũng muốn tạo lên truyền hình ở trên đài, mấy chương trình đó thì để kiếm tên, để đi kiếm tiền là nhiều. Thì em là cái người đầu tiên là rút xuống dưới tỉnh đầu tiên. Du thì hoạt động ở thành phố sôi nổi lắm. Còn Vũ thì thời gian đó là đi bay qua Mỹ rồi. Đó nên là lúc đó mọi người ít thấy em ở chơi mấy cái chương trình, cái nhạc nữa. Thì thường thường em rút xuống dưới tỉnh em đi là lúc không đó à. Là em đã đi kiếm tiền ở dưới tỉnh rồi đó. Dạ, đúng mà đi dưới tỉnh là show chạy cũng dữ lắm nghe. Chạy mà xỉu luôn á. Chị nói em nghe thực sự á, lên TV không có tiền thiệt, chỉ có đi diễn tỉnh thôi là mới có tiền. Là đó show. Mà thời đó là show chạy dạ. như là mệt xỉu luôn, một đêm chạy 2-3 show là chuyện bình thường. Bình thường từ huyện này từ tỉnh này qua tỉnh kia là xuyên tỉnh luôn là chuyện bình thường. Trời dạ. ơi, có một thời điểm mà chị chạy show mà từ coi như Đà Nẵng xong rồi vô Hội An luôn đi. Ủa? Đó mà trong một ừ đi vậy luôn đó, ghê lắm luôn á. Mà đi mà thực tưởng bán thân bán mạng luôn đó. Dạ. Ghê lắm. Đầu cái này và ao cái kia. Nhưng mà cũng vì cái vấn đề đó mà em cũng bị mất nhiều cái mối quan hệ là vậy á. Tại vì khi em đi xuống dưới tỉnh á, có những cái chương trình hoặc là những cái truyền hình ta mời á, thì tại vì mình lo lúc đó mình chỉ biết rồi lo kiếm tiền. Đang kiếm tiền quá mình cứ từ chối nhiều. Thì sau khoảng thời gian mình đánh ở dưới đó rồi, lên đây thì mình sẽ mất cái mối quan hệ nhiều. Nên nó cũng được cái này cũng mất cái kia. Và đó mình cũng đang muốn gợi một cái câu hỏi. Dạ. Để cho Đạt chia sẻ lại. Chứ thật ra là rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là Phong Đạt biến mất khỏi showbiz đó. Dạ. Biến mất khỏi sân khấu ca nhạc. Thì ra là có một cái thời gian mà bạn ấy bận chạy show với tỉnh, đúng không? Dạ. À, rồi mời vợ của Đạt, một cô ca sĩ rất xinh đẹp. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào ông Đức Thuận. Và em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Phù Như Nhã Trúc. Em sinh năm 1979. Năm nay em 44 tuổi. Và công việc hiện tại của em là kinh doanh tự do. Em mua bán thời trang. Dạ. Em còn đi hát không? Dạ, sau thời gian mà anh Đạt bắt đầu có cái chỗ đứng ở trong cái sự nghiệp solo của ảnh, thì cái giai đoạn đó thì song song em vừa đi hát và em vừa làm quản lý cho ảnh. Thành thử ra trong cái giai đoạn đó thì em khó cho em. Bởi vì bản thân mình vừa đi hát, mình vừa nhận show, rồi sau đó mình nhận show cho anh Đạt luôn. Thành thử ra em sẽ khó làm trong cái công việc của em, mình sẽ khó nói chuyện và vấn đề mình thương lượng đó anh. Thì ngay cái giai đoạn đó thì em phải có đưa ra hai cái sự lựa chọn đúng không? Dạ. Một á là mình tiếp tục mình đi theo nghề và để cho chồng mình giống như là tự bơi trong cái công việc. Tại vì anh Đạt khi mà còn làm ở trong nhóm D&D á thì mọi thứ là được quản lý lo hết rồi. Anh quản lý là anh lo hết tất cả, thì các thành viên còn lại là chỉ có biết là nhận show, tập bài và đi hát thôi. Thành thử ra khi mà D&D tách ra đó thì anh Đạt gần như là chơi bơi. Ảnh là trong nhóm đó, ảnh là người ít hoạt ngôn, nó không có nói. Và cái mối quan hệ bên ngoài của ảnh với các truyền thông đồ này nọ thì cũng không có. Thành thử ra trong mấy năm khi mà em đi hát thì em cũng có chút về vấn đề mà mình cũng biết nói thương lượng với các sponsor và cũng có một xíu về các thông tin truyền thông mình cũng quen biết một xíu. Thành thử ra em chọn là thôi thì mình có đi tiếp thì mình cũng chỉ có như thế này. Tại vì nhóm nữ thì nó không có được cái hào quang lâu dài giống như nam. Thành thử ra em phải chọn phương án là em lui về hậu cần để mà em cho chồng em tỏa sáng. Dạ, nhưng mà lúc đó là đã quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mình hỏi lại cái giai đoạn mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Chắc chắn là gặp nhau ở cái nát rồi. Mà gặp nhau một cái sân khấu nào rồi? Để cho em nhắc cái nãy em nhiều khi gặp anh Quốc Thuận với chị Hồng Vân ấy quen quá nên em quên.
chào Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả nãy giờ quên luôn đó. Trời ơi. Tại vì thấy giống như là đang nói chuyện là chị ơi, sợ cái là hỏi nghe là sao không đợi cuối chương trình chào luôn. Trời ơi. Dạ. Chứ không sao cả nha. Dạ. Hồi nãy giờ mình thấy mình rất là tự nhiên, dạ, dạ. Rất là trơn tru ha. Rồi, bây giờ đó mới hỏi đó. Lần dạ. đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Rồi sao mà để ý sao yêu nhau á vậy đó. Mà đó là cái nhóm OC là cũng là các cô gái chân dài cũng xinh đẹp lắm luôn á. Em không có chân dài, em chân ngắn, không có chân dài. Chân vừa vừa. Dạ hồi xưa thì em hay đi hát, không biết tại sao là hồi xưa thì nhóm OC thì đi hát rất là chạy rất là nhiều tụ điểm ca nhạc. Em thì cũng đi cũng chạy nhiều mà lúc nào bà này cũng bà phải diễn trước. Thường thường là diễn trước mà thì em mới đứng ở dưới thì em thường thường là bà này trong giới nổi tiếng là cho cái nhóm OC này là hai chị em nhỏ con. Nhưng mà sao hát live rất là tốt. Thì là tạo giống như mình cái ấn tượng mình đó là tại sao không mình không tin được tại sao hát cái gì mà cái giọng hay thì thường thường là bà này hát trước là em đứng coi. Thì ấn tượng là cái như vậy là bà rất là nhỏ nha, eo nhỏ xíu mà có chút xíu à mà hát giọng rất cao. Giọng rất là mạnh, không biết sao thì từ đó em mới thấy là bà này cũng dễ thương. Rồi xong rồi em đi cái show rất là nhiều gặp bà rồi cũng nhiều, xong rồi từ mấy quen. Cũng là trong giai đoạn đi mới thành lập luôn khoảng chừng 2002-2003 đây. Dạ. Mà lúc đó em là người để ý Trúc trước. Dạ. Dạ. Mà em có biết là Đạt để ý mình không? Dạ không, em hoàn toàn không biết luôn ạ. Lúc đó có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. Chưa luôn. Vậy là có lúc nào mà em có cơ hội ngược lại là em phải đứng chờ nhóm Đạt hát xong rồi là để em có cơ hội em coi bạn biểu diễn không? Dạ không chị, tức là cái giai đoạn đó thì D&D giống như là một cái boy band đang hot. Và thường thì chị biết là trong cái một cái chương trình á thì những cái nhóm nhạc hoặc là ca sĩ á, không có tên tuổi á, tức là không có sự nổi tiếng bằng mình sẽ mở màn hoặc hát trước. Rồi những cái vừa đấy là sẽ hát ý sau là đó. Chị nói là em không có cơ hội để coi dạ, xong rồi đi luôn. Em hát xong là em lại chạy. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em vẫn biết Đạt rồi đúng không? Dạ thì tức em là vẫn biết kiểu đồng nghiệp thôi ạ. Dạ. Trong lòng em thì đó hỏi cho trong lòng em là cái lúc nào em cảm thấy là em thích bạn Đạt không? Dạ chưa luôn ạ. Ngay luôn. Thời điểm mà anh Đạt tỏ tình xin số phone em thì lúc đó là hoàn toàn em chưa biết gì về anh này luôn. Tức là chỉ biết là D&D là có những người đó, những anh đó như vậy thôi. Nhưng mà trong D&D thì có hai anh còn lại, hai thành viên còn lại là thường hay gặp OC là hay nói chuyện. Nhưng mà chỉ có đặc biệt là anh Đạt không bao giờ hỏi chuyện tụi em, không bao giờ bắt chuyện luôn. Tại ông rất là hiền. Mà chính vì cái hiền đó mà nhiều người nghĩ là ông chảnh. Dạ đúng rồi anh. Đúng không Đạt? Đúng. Đúng không? Không biết nữa. Đó. Thì cái ấn tượng của em khi mà biết anh Đạt á là em trong một cái chương trình TV ngày xưa đó là chương trình Giai điệu tình yêu. Thì lúc đó thì tình cờ lúc em ngồi đang make up đi hát á thì tự nhiên thấy đi diễn ở trên cái chương trình đó. Cái thì anh Du với anh hai thành viên còn lại đó thì hay nói chuyện nhưng mà có đặc biệt có các anh này không bao giờ nói chuyện. Thì khi mà quay cái mình nói chà anh này nhìn cái mặt bad boy quá, nhìn ngầu ngầu lạnh lạnh quá. Thì lúc đó khi em xem thì em thấy cái gu là lạnh lạnh như vậy. Thì mới để ý. Dạ, lúc đó mới bắt đầu để ý anh này nhưng mà cũng không có nghĩ là ảnh để ý mình rồi. Thì sau khi mà cái hôm đó tụi em diễn ở phòng trà 2B đó anh. Đó thì em vừa mới đến thì anh Đạt anh đã đến trước rồi, ảnh ngồi ảnh đợi trước rồi ở trong cái phòng chờ nghệ sĩ á. Thì tự nhiên cái ảnh đến nó nói chuyện với em, cái ảnh xin số phone của em. Cái em ngạc nhiên lắm, em nói chưa bao giờ mà đi hát chung mà gặp ảnh nói chuyện với mình, sao hôm nay lại xin số phone. Em còn nghĩ là ảnh ghẹo em nữa. Ảnh nói anh thích em lắm á, em có thể cho anh xin số phone được không? Ồ, dạ. Nó ít nói lắm. Ít nói mà nói vậy đó anh. Cái rồi ha. Dạ, dạ. Chấn thương người ta đó. Em bị sốc cái lúc đó em đang đứng á thì em trố mắt em dòm vậy nè. Em nói không biết ổng giỡn hay ổng đùa gì với mình. Em trố ra em dòm ổng gì đó, cái ổng tỉnh lắm. Cái em nói thì mình nghĩ là đồng nghiệp thì ok mình cho. Rồi là bắt đầu ngày hôm đó là có số phone của em đó. Đã thì nhắn liền. Dạ, nhắn tin. Tối về cái nhắn liền luôn anh. Tối về hát xong cái là nhắn liền vậy đó. Nhưng mà do cái công việc thì qua hôm sau là em lại bay Hà Nội, em có cái show Hà Nội, em bay Hà Nội. Thì ngay mấy ngày đó là hai đứa có số phone với nhau mà chỉ có gọi điện với nhắn tin nhau thôi. Dạ. Đấy. Dữ dội lắm, lúc đó tấn công em dữ lắm á. Đạt ơi, dạ. Cái thời gian đó mình là một cái boy band nổi tiếng. Dạ. Rồi đâu phải chỉ có một nhóm nhạc những cô gái này thôi. Dạ. Rồi ngay cái nhóm nhạc kia ông như mắt ngọc như mây trắng rồi đó. Ông có đứng ở trong ông nhìn lén người ta không? Không, nhóm nào em cũng có xem hết. Nhưng mà giống như là em ấn tượng cái bà Trúc của bên của nhóm OC á là nhỏ con mà hát đó, như vậy nói đó. Mà dễ thương thì em thích. Chứ còn mắt ngọc cũng dễ thương, nhiều nhóm rất là dễ thương mà giống như là cái ấn tượng ban đầu á chị Vân. Là giống như tự nhiên cái giống như mình gặp rất nhiều người nhưng mà tại là mình ấn tượng. Mình thích kiểu vậy đó, thôi, kiểu style vậy. Nhưng mà lúc đó là chưa có quen ai đúng không? Chưa, lúc đó em chưa quen ai hết. Mà có nghĩa là em chỉ thích một mình bé Trúc thôi. Em lấy điện thoại một mình bé thôi. Dạ đúng rồi, em chỉ còn bé tre là không có thích.
Dạ bé kia thì em bé tre, tại này Trúc cái kia tre. Dạ, dạ. Cái lúc mà ảnh xin số phone của em á thì anh biết là ngày xưa mà đi hát hai chị em giống oxy thì người ta nhầm lẫn, người ta cứ nói là chị em sinh đôi vì giống nhau lắm, nhưng mà con bé em của em thì nó lại cao hơn em. Thì lúc đó em còn thắc mắc, em nói có khi nào ổng thích em mình mà ổng xin số mình không? Tưởng em lộn. Em còn lộ sợ như lộn vậy á. Dạ. Em cứ hỏi ổng gì, ổng nói không, làm sao lộn được. Thì đó cũng là cái mà em cứ nghĩ ổng cua em là cua lộn lúc đầu không á, nhưng mà không phải, cái đó là do suy nghĩ của em thôi. Như vậy là trong suốt cái quá trình mà em ở Hà Nội, ổng ở Sài Gòn là tạo điều kiện để cho hai đứa nhắn tin, như là tìm hiểu nhau. Rồi cái em kể cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau đi Đạt. Em đi chơi với Trúc thì rất là cũng thường thường là nhắn tin nhiều, tại em cũng bận đi chung đi diễn với nhóm nhiều. Em chỉ có nhớ một lần á là chính thức là em có như là nói bà này là bạn gái, là em rủ bà đi ăn giống như là ăn kem thôi ở một cái quán ở trên đường Hai Bà Trưng á, và em không có biết ăn nói đâu, ở trong nhóm em không biết ăn nói, rồi em chỉ gặp bà này em nói một câu một à, nói là anh thì thích em á, nhưng anh chỉ muốn là bắt đầu từ hôm nay nha em là bạn gái anh luôn. Trời ơi, một câu mà em không có nói nhiều, tại em không có biết nói là sao. Bắt đầu nói là bạn bắt đầu là từ hôm nay là em là bạn gái anh nha, tự động cái như chỉ định luôn vậy á. Dạ chỉ định luôn. Rồi em sao? Trúng sao Trúng? Em chưng hửng luôn á. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà em bay Hà Nội về, thì chiều hôm đó em vừa về tới là mới có mấy ngày thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mấy ngày em ở Hà Nội đi show hình như là 3-4 ngày gì đó thôi. Thì về tới là ảnh nói tối hôm nay đi hát nhưng mà anh sẽ đến sớm. Thì anh sẽ chở đến đón em, rồi hai đứa mình đi ăn cái gì nhẹ nhẹ cái, rồi mà tới giờ show rồi đó thì đến điểm luôn. Thì cái điểm hôm đó tụi em hát chung cũng là cái điểm phòng trà 2B đó luôn á. Thế là ảnh đèo anh đi ăn kem hoodie với lại ăn mì Ý. Thì vô vừa mới có order thôi anh, thì người ta vừa đi thực nấu món hay làm món ở đây. Anh nói anh tỏ tình với em mà vậy, em chưng hửng, em ngỡ ngàng đến ngơ ngác luôn á. Nhưng mà em có quyền từ chối mà. Mà sao lúc đó em lại không từ chối, em không nói gì, em ngồi nín thinh luôn. Không dám từ chối đâu, em nói em gái rồi. Dữ dội lắm, đã thích từ lúc qua bằng hai rồi, bằng hình nhỏ rồi, thích rồi, thích rồi, thích rồi. Dạ dạ. Nhưng mà lúc đó là trong đó là khán giả nhận ra Phong Đạt nhiều không? Dạ, nhận ra chứ. Lúc đó hai đứa em bước vào trong quán, hai đứa em mặc đồ lồng lộn, mặc đồ đi hát. Hồi xưa lồng lộn lắm. Lúc đó tụi em mặc đồ đi hát luôn. Thì tại vì mình mặc đồ đó, mình ăn xong là mình đến điểm diễn luôn á. Cho nên bước vô ai cũng dòm hết trơn á. Cho nên ổng nói gì phải im thôi chứ sao. Em im luôn. Đâu dám phản ứng đúng không? Thế là nghĩa là 4 ngày là nhận được cái lời tỏ tình rồi. Dạ. Rồi á là từ đó đổ đi là chính thức yêu nhau. Dạ lúc đầu là em với Trúc quen luôn á. Rồi có thời gian gặp nhau nhiều không hay sao? Có đứa nào đứa đó đi hát? Không, ở thành phố là gặp nhiều. Tại vì thường thường hồi xưa là nghệ sĩ mình là nhiều khi hát rất là nhiều show, xong hát một show xong rồi ra sinh tố. Dọn tầng đó. Nhớ là dọn tầng. Cứ là hát cái show là tụ tập ở đó nhiều, nên là em với Trúc gặp rất là nhiều luôn. Đó. Tại vì đi show gặp hoài, xong rồi nó hẹn dù em hát xong show rồi cho 130 giờ chạy ra uống sinh tố nha, rồi anh nhau sinh tố trong những lúc mà giải lao. Đúng rồi. Có khi nào rủ về ở nhà chung không? Trời ơi, sao không biết hay vậy? Đến bao lâu thì mới rủ về ở chung? Hình như là khoảng... chắc tháng hay sao á. Một tháng là bà này bà lên ý tưởng. Không biết là có ý tưởng gì, bà nói là... Tại bà ở dưới quê lên, bà sẽ mướn một cái phòng ở trên thành phố này. Bà nói là thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à. Nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi, để giống như là có một người nam trong gia đình. Thì tại vì bà cũng sợ, tại vì hồi xưa là cũng cướp đồ này nọ, bà cũng sợ trong cái khu gần nhất Trần Đình Xu á, toàn là kế bên là cũng dân rồi dữ dằn không, và dữ dằn nên cũng hơi nữ không mà cũng hơi sợ. Nên là nói nếu mà có người nam ở nhà thì nên là bà rủ em qua. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được người ta nói vậy. Em đâu có nở lòng, đâu có nở lòng được. Dạ. Nhưng mà em qua luôn. Dạ. Bây giờ về ở chung mới có đêm đầu tiên đúng không? Dạ thì đó. Sao em tò mò? Đó vậy ơi, em đâu có muốn tò mò đâu, chị mắc cười quá. Thì em muốn biết thôi. Ở chung thì đương nhiên ta phải có cái đầu tiên chứ, không lại có cái cuối cùng. Nhiều khi cái đầu tiên là nó có trước đó rồi, đúng không? Nhiều khi đi tỉnh diễn thì nó rồi đó. Trời ơi, anh Vin anh lấy từ ảnh ra anh. Thôi dễ sợ quá. Dễ sợ quá. Ngắm máu phun người nè. Trời ơi. Rồi hai đứa yêu nhau êm đềm hay là có biến cố có sự cố gì không, có chia tay chia chân rồi gây lộn đập lộn gì không? Đó. Con chúng. Dạ có, gây cấn lắm. Thời gian mà tụi em với ảnh bắt đầu mới yêu nhau, tức là cái thời gian đầu mới yêu thì mọi thứ nó suôn sẻ lắm. Nhưng mà anh chị cũng biết là anh Đạt cái giai đoạn đó anh Đạt mới có 22-23 tuổi thôi. Thì cái tuổi mà giống như là mới lớn à, và cái sự nghiệp cũng đang ở trên đà rất là tốt. Nhưng mà đến khi ảnh quen em thì thật sự là ảnh có yêu em, ảnh yêu em là thật. Nhưng mà cái suy nghĩ của một cái thanh niên mới lớn và trên cái đỉnh sự nghiệp đang rất có tương lai như vậy á, thì ảnh quen với em thì ảnh giống như là ảnh chưa có cam tâm á.
Không lẽ bây giờ cuộc đời của mình bây giờ lại gắn bó với cái cô này, cái kiểu như vậy đó. Thì sau một thời gian, trong cái thời gian em với ảnh yêu nhau được chắc khoảng 3 tháng là bắt đầu em phát hiện ảnh có cái gì đó lạ và giấu giếm em. Cái lạ đó là cái gì? Cái lạ. Thật sự phụ nữ mình có cái giác quan thứ 6 đó chị. Rồi cái mọi thứ nó rất là êm đềm, bình thường lắm luôn á anh Thuận. Tức là cái khi cái giai đoạn hai đứa yêu nhau rồi thì ảnh gần như là 24/24 là ở cùng bên cạnh em. Chỉ có cái giờ hai đứa đi hát, mạnh ai chạy xô đó là tách biệt nhau thôi. Nhưng mà tự nhiên cái cảm giác của người phụ nữ mình nó mách bảo mình có cái gì đó là bất an. Thì cái hôm đó đi hát xong về thì anh Đạt bắt đầu ảnh mới vào nhà tắm anh tắm. Thì linh tính em á, em cảm thấy bất an cái em lại tò mò. Em lấy cái điện thoại, ổng đi hát xong về là ổng khóa máy à chị. Xong cái em mới tò mò em lấy cái điện thoại em mở nguồn lên. Ngày xưa mình xài mấy cái điện thoại cùi không mà Nokia rồi này nọ đó. Dạ. Cái em mở nguồn lên, tin nhắn vô một loạt mà khi mà em đọc tin nhắn mà tay em run nha. Em đọc giống như em sốc, tức là mọi thứ với mình nó đang rất là đẹp mà tự nhiên cái những cái tin nhắn nó đến, em đọc em bị bắt đầu em bị suy sụp. Thì đến khi ảnh tắm ra em lấy bình tĩnh em mới hỏi ảnh, em mới ngồi em hỏi anh, thật ra trong thời gian gần đây anh có cái gì giấu em không, anh có cái gì muốn nói với em không? Thì ổng lại ngớ ra, ổng nói là sao em hôm nay em kỳ vậy, đâu có cái gì đâu, thôi khuya rồi em đi ngủ đi đó. Thì đi hát về cũng mệt vậy đó mà không nói không. Đến khi mà em hỏi hoài mấy, em đưa cái điện thoại ra, em đưa tin nhắn của cái cô đó nhắn cho ảnh ra một loạt rồi coi như là hết chạy. Chối. Không có đường nào mà chối, không nói được một câu nào luôn. Dạ đúng á anh, không nói được một câu nào. Đến khi mà ảnh không nói là thừa nhận với những gì mà em nghi ngờ là đúng. Thế là một đêm đó là em khóc một đêm tới sáng luôn. Em không ngủ được, mọi thứ với em coi như là suy sụp hết. Em sụp đổ hoàn toàn. Em nghĩ em nói là tại sao ảnh lén lút ảnh dối mình khi nào, bởi vì không có cái thời gian nào gọi là hai đứa chia cách nhau mà tại sao như vậy. Em suy sụp. Phải nói là cái lúc đó là em giống như là em không còn là em nữa, nó bấn loạn kinh khủng. Thì đến sáng ổng cũng không có ngủ được, tại vì em khóc nguyên đêm, ổng cũng đâu có ngủ được. Sao đâu ngủ được? Dạ. Yeah. Đến sáng thì lại nhóm có show diễn ở Suối Tiên. Thế là ảnh mới đi, để mà anh đi diễn thì anh bước ra cửa, anh mới nói với em, không có biện hộ được nữa thì anh mới nói với em là chắc tạm thời mình ngưng gặp nhau một thời gian đi. Cái em mới cũng đồng ý, em nói dạ được, không sao cả. Anh cứ đi, anh đi đến khi nào anh cảm thấy mệt mỏi rồi em sẵn sàng em ở luôn ở đây để chờ đợi anh. Trời. Là em chốt cái câu nói đó, em nói tại vì em thật sự nghe em rất là yêu, chưa bao giờ biết yêu mà đến khi mà mình yêu thì mình yêu đúng ngay cái người như ảnh. Thì mình phải chấp nhận là sau khi dắt xe đi là anh biết là hai đứa em giống như là bị chiến tranh lạnh với nhau á. Yêu cũng không hồi hẳn gọi là thời điểm đó là yêu, mà chia tay cũng không phải là chia tay, nói một câu vậy cái mấy tháng trời luôn anh. Là trong mấy tháng đó là ảnh bắt đầu ảnh tìm hiểu cô này cô kia cô nọ quá trời cô luôn. Quen từ lưa hết luôn. Anh quen từ lưa hết trơn. Nhưng mà anh biết rồi, ở cái Sài Gòn của mình, tụ điểm của mình ở trong trung tâm thời điểm đó cũng đâu có bao nhiêu, mà ác lắm. Em đi đâu em cũng thấy, mà bữa nay đi với cô này, ngày mai đi với cô kia, mà toàn là mấy cô chân dài không mà chị. Mình nhìn cái mình cảm thấy mình tủi thân, mà mình cảm thấy là mình không có cái gì để so sánh. Mình là một cô gái nhà quê ở tỉnh lên, đang ở thuê, ở trọ, gia đình của mình cũng không có cái gì gọi là nền tảng, và mình cũng không phải là sắc nước hương trời nữa. Cho nên là mọi thứ với em không có cái gì, coi như là em nói là thua rồi. Đó, sau đó thì có khi nào ổng đi với người mới không, vô tình gặp em trong show diễn không? Dạ có, ở Chăm Ba đó anh. Em không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà không hiểu vì sao mà em lại gặp ảnh đi với những người phụ nữ đó, toàn là những cái điểm mà hai đứa thường thích lui tới không à. Anh biết cái hôm đó ở Chăm Ba lại có show em diễn, thì ảnh lại đi với cái cô chân dài đó vào ngay Chăm Ba, mà anh biết sân khấu Chăm Ba sát như vậy nè, đứng ở đây là nhìn không có chạy đi đâu được. Rồi hát hò gì nữa. Thì khi mà chưa tới em thì mấy anh chị đồng nghiệp hát diễn xong bước xuống là nói Trúc ơi Đạt ngồi dưới á, Đạt ngồi dưới. Là bắt đầu tim em ở đây là mọi thứ em nó nhảy số lung tung, mà em không biết là ngồi ở dưới với ai, mà em cảm thấy bất an khi mà mọi người đều nói như vậy. Đến khi em bước ra đó anh Thuận, anh Đạt đâu dám nhìn em đâu, anh Đạt cứ gục mặt. Mà cái cô gái kia thì ngồi giống như đắc chí khiêu khích mình đó chị. Ngồi đắc chí lắm mà em không nói được. Bình thường em, hai chị em là người nói chuyện, giới thiệu và giao lưu với khán giả, mà hôm đó em không nói được câu nào. Buồn. Em gái em nhìn thấy là nó biết, nó thay em nó nói hết và giới thiệu bài. Thì người xưa hát bài buồn, bài vui thì mở màn thường là hát bài sôi động. Thì lúc đầu, bài đầu tiên mình hát sôi động thì mình còn đỡ bị rung. Đến bài sau hát cái bài trữ tình mà tình cảm chia ly đó, em đâu có hát được đâu, em nghẹn. Bây giờ nói tới em còn muốn nghẹn.
em thấy như vậy mà nước mắt em bắt đầu nó tuôn ra, em đâu có hát được đâu, nghẹn nghẹn mà tay em cầm micro mà em run, tức là cả cái người em run. Em nói khán giả, cả cái khán phòng đó đều nhìn thấy bất ổn cái gì đó ở em. Anh Đạt ngồi gục mặt luôn, đến khi em hát xong em đi vô, em ngồi em thẳng, em không nói được cái gì. Mọi người đến dỗ dai em, khuyên em, nói em bình tĩnh để từ từ coi coi Đạt giải thích như thế nào. Và anh cũng đang muốn hỏi đây, thường ở Chăm Ba đó, bao giờ cũng có một cái bảng đó chị. À, chị Một lúc đó là chị không có diễn ở Chăm Ba đâu. À, Chăm Ba bao giờ cũng có một cái bảng để đó, tên nó cho nhóm hài ca sĩ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì chắc chắn em cũng phải biết rằng là đêm đó là có OC diễn. Là sao em lại dẫn chân dài tính coi bạn gái mình diễn? Giống như em cũng không hiểu, là giống như hồi xưa mình trẻ với anh Thuận, mình không có nghĩ đến cảm xúc của cái người khác nhiều đâu. Giống như là tại vì em hồi xưa rất là thích hài luôn, hầu như là nhiều khi anh Thuận diễn em cũng có coi rất là nhiều. Hài là em coi rất nhiều, em cực kỳ thích hài luôn. Nên là Chăm Ba, Nam Quan hay là tại vì em đi hết. Có nhiều lúc á, nhiều khi em đi ngang qua em mấy cái chỉ coi tin nhóm hài thôi. Chỉ coi tin nhóm hài thôi, chứ em không để ý nhiều đâu. Tại vì em thích rồi thì em vô. Mà em dắt dạng như mấy bạn vô thì em vô em không có để ý gì, không có để ý nhiều là hôm đó có bạn này, thí dụ nếu mà gặp người khác người ta ngồi nhìn kỹ chương trình có ai, nếu mà gặp này thì cũng hơi sượng xíu đúng không chị. Nhưng mà em thì em không có là suy nghĩ em nhiều không đâu, để tâm, em không để tâm nhiều đâu. Nhưng mà chị hỏi em là cái lúc mà em coi vợ em diễn trển á, em có thấy cổ khóc không? Em có dám nhìn nhiều đâu, tại vì đâu. Dạ giống như mình cũng hơi bị sượng, tại vì tự nhiên mình cũng không ngờ là người ta giới thiệu, anh em sẽ giới thiệu lên thì mình mới thấy cũng hơi kỳ rồi, cũng hơi sượng rồi. Nên là bả diễn thì mình cũng hơi lãng lãng, giống như mình cũng không có tập trung nhìn, nên mình cũng không có biết được là bả có cảm xúc khóc hay gì, mình cũng không dám nhìn. Lúc đó cũng hơi sượng sượng đơ đơ. Anh hỏi em tại sao lúc đó em không viện cớ, em giả bộ em điện thoại em đi ra ngoài, em né? Thì cái đó là em giống như là em nói là giống như hồi đó mình còn trẻ, mình không trẻ có mà em mới có nghĩ tới những cái chiêu không đó, không có dạ, tìm không có xử lý giải quyết đúng tình huống rồi, tức là theo như mình bị đơ cái giống như mình bị scale luôn chị. Giống như là gặp chị chà không biết đường nào. Đó giống như giống như là chết rồi giữa này sao đây, là mình mới chưa kịp gì là ba cái hát cũng có 1-2 bài đã xong rồi thôi, cũng tức là lúc đó mình cứ mong hát cho lẹ cho đi, để mình có cái mục khác, cái kiểu này chết rồi kiểu đơ còn quất thêm bài trữ tình nữa thì đó. Nhưng mà đêm đó thì sao? Có nhắn tin gì không? Sau đêm đó thì em có cảm thấy nó khó chịu trong người, có một chút ân hận hay áy náy gì không? Không, em chỉ thấy sượng thôi. Tại hồi xưa mình trẻ, mình còn đối với em lúc đó thật sự là chút cũng nói cũng đúng, là hồi xưa là đối với em lúc đó em đang hot, thì lúc đó em cảm giác giống như là chút thì có cái mẫu người phụ nữ của gia đình, nên là lúc gì cũng hay nói là anh tính toán sao là sắp nữa rồi ra mắt ba mẹ em rồi, chừng nào mình đám cưới thì em không thích, em chưa muốn em nghĩ là không có, mình đang vậy đang ok vậy, tự nhiên không lẽ bây giờ đi gắn liền với từ từ, nên là em không có cam tâm, em cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều những cái khía cạnh khác, nhiều người phụ nữ khác nữa coi như thế nào. Mình không, anh em không nghĩ được rằng là không lẽ gì tự nhiên giờ đi đám cưới luôn à. Chị hiểu cái tâm đó, trạng cái đó kiểu mà. Như vậy nhưng mà tới lúc nào thì em quyết định là em quay trở lại với đó. Em sau khi mà chia tay chút, cái không phải là nói chia tay, nhưng mà nó giống như là để ngỏ vậy đó, là lúc đó em quen dữ dội luôn á. Em quen mà em toàn là anh Thuận biết rồi, em cái tính em thì nó cũng là vô tư trong giới, là như là giới thiệu em thằng Đạt nó vô tư lắm, không suy nghĩ gì, là em dắt em đi chơi với người kia toàn là dắt vô chỗ quen không, toàn là đi chỗ nào rần là tại em không suy nghĩ. Tức là em ví dụ em thích Chăm Ba phải không, là em đi cứ vô Chăm Ba Nam Quan là em đi đó, coi hài hay gì dắt đi ăn uống những cái quán nhiều khi, tức là những cái nơi mà ảnh từng đi với em, là ảnh đi với mấy cô đó, tại vì ổng chỉ biết những cái chỗ đó thôi, thì đó em chứ ổng không có khám phá vậy đó. Và đến khi mà anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em hát là đúng không, là sau đó là chắc đâu dám vô Chăm Ba nữa đúng không? Gần như là dạ, lúc đó bị ám ảnh không, lúc đó là bị sượng, là lúc sau là em cũng vô Chăm Ba nữa, em cũng thích Chăm Ba lắm, em vô nữa, nhưng mà em cũng giống như chị vẫn là coi kỹ, coi bản tên đàng hoàng coi có cái ca sĩ đó hay là không, thì thường lúc sau là không bao giờ gặp nữa đúng không? Rồi đến bao lâu thì Đạt đó quay về, đương nói cái chuyện là lúc khoảng nào mấy tháng quay về, mấy tháng khoảng 2-3 tháng, tức là em quen giống như em có cảm giác là em đi quen em quen rất là nhiều người mẫu luôn, xong với em giống như em cảm thấy là nó chỉ là ở mức độ bình thường thôi, em không cảm thấy gì hết đó. Sau đó em bắt đầu em mới nghĩ lại chút nè, em nói tại vì chút là người của gia đình, cái đó em mới từ từ em tới, là lúc đầu em qua nhà em mua chè rồi thôi đó, tự nhiên em đi qua cái đó nè, mấy chị em ăn đi, rồi sau em đi. Lúc đó em cũng còn sượng, mặc dù em cũng muốn quay lại rồi nhưng mà em cũng còn hơi sượng. Cũng may mắn cho em á là em quen rất là nhiều, nhưng mà em không có đi xa quá giới hạn. Ví dụ em nói mà lúc đó nếu mà em đi quá giới hạn với một người nào đó, là ví dụ như đi tầm bậy á, là rất là khó gỡ.
rất là khó, có thể dứt ra người ta thì người ta nói anh này trách nhiệm tôi lâm ra làm sao. Là cái giai đoạn đó em cũng là một một ca sĩ nổi tiếng nên thành ra là báo chí cũng cũng rất là quan tâm, nếu mà dạ. có chuyện gì cũng rất là khó đúng không? Dạ đó nên nhưng mà thật ra mà nói là cái điều gì ở Trúc mà khiến cho em cảm thấy là Trúc quan trọng và nổi bật hơn tất cả những cái mối tình mà em quen qua lại như vậy? Em nghĩ cái bà này á là có một cái gọi là nó có cảm giác gia đình hơn, yên ổn đó em, giống như yên ổn á, tức là ví dụ mình có đi ra nhưng mà cái bà này có cái cảm giác tạo cho mình giống như là cái thân thuộc kiểu kiểu gia đình. Với lại bà này đó, bà có cái chiêu rất là hay là khi mà bà rất là thân với mẹ em, mẹ em rất là thích bà nha, đi chơi rất là gì, nên là em cũng thứ nhất là vừa thích bà là có cái cảm giác gia đình rồi mà còn được bà mẹ tác động vô nữa. Bà mẹ bà rất thích bà này luôn, đi đâu bà cũng rủ, mặc dù hai đứa không có quen nữa nhưng mà bà đi đâu bà cũng rủ bà này đi. Rồi xong rồi đó. Nên là bà mẹ cũng có tác động rất là nhiều. Nên là với lại cái hai là em đi ra ngoài em chơi thì em cũng cảm thấy là cũng mình cũng đi rồi, đi quen rất nhiều mà cảm thấy nó cũng bình thường, không thấy gì hết. Không có gì nổi trội như mấy người con gái khác thì cũng đi chơi thì cũng rủ ăn uống rồi cũng đi disco thì cũng vậy bình thường. Mấy lần như mang chè qua thì đến bao lâu thì mới quay trở lại? Là Trúc nè, ăn thua cho Trúc nè. Cái thời điểm mà lúc mà bạn đi là chắc chắn là em buồn dữ lắm đúng không? Dạ, buồn, em suy sụp kinh khủng luôn. Các anh chị đồng nghiệp trong nhóm nó có y 2K là luôn luôn bên cạnh túc trực mà cũng gọi là động viên em kinh khủng. Chứ không mà suy sụp dữ lắm đúng em không? Suy sụp dữ lắm luôn á. Giai đoạn đó là các anh chị đồng nghiệp mà thân thương á, tức là động viên kinh khủng, không có muốn em ở nhà mà em lại không muốn đi ra đường. Mà họ cứ kêu thôi đi ra đường đi, đi ra đường cho thoải mái chứ ở nhà đi. Tại vì ngay thời điểm đó là em từng có cái suy nghĩ là em tự vẫn. Em suy nghĩ tới vấn đề là em tự tử. Dạ vâng, em tiêu cực như vậy luôn á. Mà tại vì mọi thứ với em gần như là nó không còn cái gì nữa, nó suy sụp quá rồi. Em nghĩ tới vấn đề đó. Chị biết lúc đó ngày xưa em đi hát á, nhỏ xíu xíu và nhỏ con lắm, em chừng 40-41kg vậy thôi. Mà cái giai đoạn đó trong mấy tháng đó là không có cái gì mà đúng là phụ nữ mình không có cái gì mà nó mau tiều tụy và suy sụp bằng cái vấn đề về tinh thần tình cảm. Lúc đó em xuống ký em còn có 30-mấy kg. Em ốm mà tới đến nỗi mà em đi diễn mà các anh chị quở quá trời, nó ốm quá, nhỏ quá, sao vậy cố gắng lên vậy đó. Mà em đâu có ăn được đâu chị. Mỗi tới dọn mâm cơm ra là em nước mắt chan cơm á. Em nghẹn ngào. Đó là cái thật sự mà cái giai đoạn khủng khiếp nhất trong cái cuộc đời của em. Từ cái lúc em yêu ảnh cho đến bây giờ, đó là cái giai đoạn khủng khiếp nhất đối với em. Nước mắt chan cơm là có thật. Nói ra nếu như ai chưa từng trải qua sẽ không có biết cái cảm giác đó. Nó cứ nghẹn ngay cổ, nó nghẹn không có nghĩ tới là nghẹn dữ lắm luôn á. Mà anh Đạt cứ lâu lâu một cái gì đó mua bịch chè tới, hoặc là lâu lâu cái gõ cửa cái mua cái này cái kia tới. Mấy đứa em mỗi lần thấy anh Đạt mừng lắm, nhất là con bé em ở nhà giúp việc á, chị ơi anh Đạt tới mà mừng lắm, tại vì thấy em ở nhà quá suy sụp mà chờ đợi tin nhắn. Nhưng mà tin còn em nhưng sao? Mà những lúc đó thì em sao, cái em nhận chè hay là nhận những cái em không ra nhận luôn chị. Tức là khi mà ảnh đứng trước mặt em là em chỉ nhìn thôi, rồi cái con bé em chạy ra là lấy đồ, rồi cái lấy chè đồ này nọ, ông không nói gì luôn. Ý chị đương nói về cái cảm giác của em, nó có vui không? Em vui chị. Em vui, em vui mà vừa giận. Rất vui, rất là vui. Cái cảm giác nó khó tả lắm. Tức là mình vừa bất ngờ, mình vừa rất là vui, nhưng mà nó lại cũng bồn chồn, gọi là mình bị nghẹn tức tưởi á. Mà em có hy vọng là, tức là em có hy vọng là ảnh sẽ quay về không? Có chị, tại em luôn luôn hy vọng. Em nói em biết là ảnh sẽ phải có nhiều sự lựa chọn, bởi vì không thể nào cái tuổi như thế này và với cái đường tương lai của ảnh quá rộng mở mà ảnh lại chịu dừng chân đến với mình phải chấp nhận thôi. Nếu mình quá. Thật sự cái tình yêu của mình đủ lớn thì mình sẽ đủ cái thời gian chờ đợi. Cho nên là sau mấy lần đó rồi cái ngày mà ảnh bắt đầu chính thức quay lại với em á, em kể cái ngày có đó. Nói không? Ờ, dạ em, có anh nhắn tin Trúc nó kể cái ngày đó đó. Ừ. Anh cũng đang muốn nghe nè, trời ơi. Dạ. Tức là cái sau cái giai đoạn mà ảnh lui tới đó, mà anh này ổng ác với em lắm. Đôi khi đi chơi với các bạn khác, điện thoại hết tiền, nhắn tin cho em nạp cạc cho anh. Mà em gấp cũng nạp. Em vẫn đó. Nạp cạc cho ảnh luôn. Trời, mà mình cứ hy vọng là nạp xong rồi gọi cho mình, không gọi đâu anh, mà em biết là đang đi chơi với mấy cô khác đó. Mỗi lần nhắn tin cho mình là nạp cạc. Không luôn, không có phải là nhiều, tức là đôi khi có một vài lần gì đó thôi. Dạ. Rồi sao nè? Rồi sau cái ảnh lại cái hôm đó em lại nhận cái tin nhắn, ảnh mới nói là ảnh sai rồi. Bây giờ em có thể cho anh một cái lần cơ hội để anh sửa chữa hay không? Ảnh nói với em như vậy thì anh thật sự khi đọc được cái tin đó em rất là mừng luôn. Mừng mà rung cầm cái điện thoại mà không biết sao thì nói là em vẫn luôn chờ đợi anh. Cái đó em nhắn với ảnh, em vẫn luôn đến bây giờ em vẫn luôn chờ đợi anh. Anh có thể anh bất cứ lúc nào cũng có thể quay đi lại nhà em. Dạ quay về như vậy. Thế là buổi tối hôm đó là ảnh hẹn em, ảnh nói vậy tối nay mình đi chơi về nha. Về luôn đó. Ừ dạ. Tối về luôn. Về luôn. Thế là tối hẹn với nhau ở vũ trường Phương Đông á, thì ảnh với mẹ ảnh cùng lại đón em đi chơi luôn.
mà ác lắm chị. Hôm đó hai đứa em cũng không hiểu sao cái cô chân dài đó lại biết hai đứa em lại vào cái vũ trường đó. Thế hai đứa đang nhảy ở ngoài, đang disco đồ này nọ, cái tự nhiên có một cô gái xuất hiện đeo kính râm mà đứng, mà tự nhiên em thấy cái phản ứng của chồng em tự nhiên ổng bị đơ đơ. Cái em mới hỏi nhỏ, phải người phụ nữ đó không? Cái ổng gật đầu. Cái thì em mới nói thôi em không muốn anh khó xử, thôi hai đứa mình đừng nhảy nữa, vào đi. Thì vào trong cái quầy, cái bàn của mẹ đang ngồi đó, cái cô đó vẫn cứ nhắn tin và thế này thế kia, muốn ông này phải như thế nào đó em cũng không biết. Thì em cảm thấy cái vấn đề ngay tại thời điểm đó căng thẳng quá, thì hai đứa em nói thôi hai đứa mình về, xin phép má về trước đi, hai đứa mình đi ăn. Hai đứa đi dạo vòng xong mà cũng được đi ăn, thì là ngay cái lúc ngồi ăn đó chị, là cái cô đó gọi điện liên tục, nhắn tin liên tục luôn là em đang ở đây, anh phải đến, nếu anh không đến là em sẽ đợi đến sáng. Em đợi, em ở đây đến khi nào anh đến. Mà em nói điện thoại gọi liên tục hết số này đến số kia luôn á anh. Thì ngay lúc đó thì em mới nói anh nên giải quyết rõ ràng, bởi vì theo em thôi, anh đi hay không đó là cái sự lựa chọn của anh. Nhưng mà theo em thì ngay thời điểm này cô ấy đã đang không tỉnh táo, cô ấy đang say và đang ở một cái nơi nó không có tiện cho hai người. Nếu anh đến đó chuyện gì sẽ xảy ra? Mà nếu như mà khi anh đến đó rồi, trong cái lúc cô ấy không được tỉnh táo, thì có thể những cái chuyện mà ngoài cái khả năng anh, trong cái sự kiềm chế của anh được, thì bây giờ đó là quyền quyết định của anh thôi. Cuối cùng ổng tắt máy, ổng chở em đi ăn xong hai đứa về. Dạ. Là coi như mình chiến thắng đó, mình win rồi đó, mình win rồi. Nếu mà không có bà đó chắc em cũng đi à. Tại vì hồi em cũng không suy nghĩ gì, em chỉ nghĩ là tại vì mình cũng có thời gian quen mà giờ tự nhiên cắt. Em là hồi xưa đặc biệt lắm nha. Ví dụ em quen vậy á mà em không thích nữa là em nhắn tin một cái thôi, nói thôi hôm nay không quen nữa nha. Nên là nhiều khi có người ta cũng hơi bị sốc, nên là nhiều khi em cũng muốn, em thật sự trong lòng em là em cũng muốn tới thì coi là sợ như người ta nào? Cái này có như thế nào không, ý là vậy thôi á. Nhưng mà cái lúc đó Chúc nói vậy thì thôi em cũng nghĩ là thôi chắc xỉn là chắc cũng không gì mất công tới đó lu bu nữa đó khi. Nhưng mà sau đó thì còn nhắn tin gọi điện rồi cho em không? Cũng có một thời gian thì cứ nhắn tin vậy đó, có thể quay lại không thì thôi. Có khi nào rủ về ở nhà chung không? Trời ơi sao anh biết hay vậy? Đến bao lâu thì mới rủ về ở chung? Chắc tháng hay sao á. Bà nói là thì bà ở dưới quê lên, bà sẽ mướn một cái phòng ở trên thành phố này. Bà nói là thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à, nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi, để cũng như là có một người nam trong gia đình. Thì tại vì bà cũng sợ. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được người ta nói vậy. Em đâu có nở lòng, đâu có nở lòng được. Yeah. Đó má mới nói chuyện với hai đứa em, thì má mới cho anh Đạt một cái căn hộ. Nói thôi tại vì em thuê một cái phòng trọ, mấy chị em ở chật chội, rồi anh Đạt ảnh qua bên đó ở. Rồi má nói trời ơi sao mà cái căn phòng như thế này mà con mình nó chịu bỏ nhà của mình mà nó về bên đây nó ở, rồi tới này tới kia nóng nực đồ này nọ đó. Cái má mới xót ruột, má nói thôi má cho cái căn hộ này tụi con về tụi con ở. Năm đó là 2003 là bắt đầu tụi em dọn ra về cái căn hộ và căn chung cư đó, coi như là quyết định là luôn. Dạ tụi em về thời gian nữa khoảng 2 năm hai năm mà mới cưới. Nhưng mà cái đó giống như là một cái cột mốc là trong cuộc đời em, là coi như bả lắm, như là gán cho em một cái trách nhiệm luôn. Bởi vì cho nên bây giờ hỏi từ cái lúc đóng dấu đi, và hai đứa về ở chung với nhau ở cái căn chung cư đó, thì bắt đầu là tật xấu gì lòi ra? Tại vì chắc chắn là cưới rồi. Cưới là cưới, có con hết trơn hết trọi rồi. Là mấy năm ta? Là từ 2003 cho tới bây giờ là 20 năm. Đúng không? Không nhớ cái lúc đó. Em với Chúc mà đăng ký kết hôn là 2005. Hai năm là tới đây là cũng 18 năm. Mình chỉ biết cái ngày mà bắt đầu mình chính thức mình dọn về ở chung với nhau như vợ chồng á, thì bắt đầu lòi thêm những tính xấu gì ra nữa. Thật ra thì anh Đạt thì không có nhiều tật xấu. Tức là trước khi mà lập gia đình, trước khi có một cái gia đình mà gọi là chỉnh chu á, thì ảnh vô tư lắm, không có sâu sắc. Nhưng mà đến khi mà đã có một cái gia đình, đã có một cái mái ấm, và nhất là khi bé lớn nhà em bắt đầu chào đời, thì mọi thứ bắt đầu nó sắp xếp lại. Ảnh gần như là tuyệt giao với bên ngoài. Tôi chừng lạc đề Trúc ơi, tôi chừng lạc đề. Đang nghe nói thật xấu. Trúc nghe Trúc lạc đề rồi nha. Vợ chồng của em là từ lúc mới bắt đầu có bé đầu tiên đó, là hai vợ chồng chỉ có cắn đắng với nhau trong cái vấn đề nuôi dạy con. Sao? Tức là giống như là suy nghĩ của em hướng con theo một hướng, nhưng mà anh Đạt lại là có cái suy nghĩ dạy con lại theo một cái chiều khác. Thì bây giờ anh có ép em là phải theo hướng của ảnh hay không? Ảnh kêu em thay đổi. Tức là với lại em áp em đó là tấn xấu. Đó là tấn xấu đó. Không cần phải giải thích. Có nghĩa là mỗi đứa một hướng, nhưng mà anh muốn em phải là theo ý của anh. Em dạy con là theo cách của tôi, theo cái cách của anh nhiều hơn, đúng không? Đó là tấn xấu đó. Là gì nữa không? Có ham mê gì nữa không? Ham mê có ham mê còn mê xe cổ nữa. Xe cổ điện thoại nữa, đồ điện tử. Mê con dữ không?
Thí dụ mê lắm anh, bạn bè mà rủ đi cà phê hay là họp mặt hoặc là ai đó lâu ngày gọi ra cà phê này nọ, không bận rồi, phải chở con đi chơi, chở con đi nhà sách, chở con đi chơi đồ này nọ, kẹt lo cho con. Dạ, kẹt lo cho con rồi. Nhưng mà ảnh không có nói với bạn là kẹt, lo, kẹt lo cho con, nhưng mà ảnh chỉ nói là bận công việc kiếm thôi. Kiếm công việc nào đó, mới kiếm một cái cớ nào đó, đúng như là anh ông xã em gần như là bây giờ không có bạn, bạn của ổng là con mà con cũng là bạn của ổng luôn. Trời, quá hay rồi. Dạ. Phải anh Thuận với em chị quá Văn hay luôn á. Biết không? Tại vì cái lịch trình của con em á là nó có học cũng nhiều rồi. Đó nên là nó chỉ còn có rảnh có một ít thời gian thôi. Nên là em hay thường cái thời gian rảnh đó là em hay chở nó đi đi chơi này nọ. Mà thì nhiều khi mấy bạn mình á hoặc là anh nó lại gọi đúng ngay cái lúc đó thì là nghĩ sao anh Thuận nghĩ sao làm sao đi được. Mình phải từ chối khéo rồi đúng không chị Văn? Nói là anh bận rồi, đang thu âm. Ví dụ vậy chứ giờ làm sao? Là tụi em có mấy đứa rồi? Dạ em có hai đứa, một đứa lớn là 16 tuổi. Trai hay gái? Con gái luôn, hai đứa gái luôn. Hai đứa gái. Đứa nhỏ là 12 rồi. Mà em sợ đứa nào? Đứa 16 tuổi hay đứa nhỏ? Sợ là sao chị em? Sợ thương á, thương sợ á. Giống như bây giờ ví dụ như là em muốn cái gì đó, ví dụ em nói là ôi chiều nay bây giờ mình đi cả nhà mình đi ăn bò đi, ví dụ vậy ha. Cái nhỏ nó thôi con không thích ăn bò đâu. Con thích ăn pizza chẳng hạn. Pizza. Cái món pizza mà em không bao giờ mà thích ăn á. Dạ. Em có dám cãi nó không? Em có dám cãi nó? Vậy là chắc là bé nhỏ rồi. Vậy là nó đòi pizza là em phải đi ăn pizza. Dạ, tại chứ bé lớn thì nó lớn nó cũng ít đòi rồi. Chứ bây giờ là bé nhỏ nó hay đòi ví dụ đi ăn, mà ví dụ như cả nhà đang hướng đi ăn đồ nướng đi mà nói không con thích ăn nướng. Trời ơi. Thì bây giờ mình phải theo nó. Mình không đi được. Ăn gì? Ăn đồ hamburger. Mình nghe mà mình muốn xử cái đó là mình vẫn phải đi đó. Dạ. Tự tôi nhìn cái bokki tôi không được luôn. Trời ơi, gà đá đó anh. Trời ơi, không ăn nổi. Có khi nào mà em nhận xô nhận cộ xong rồi con em nó không con muốn ba đi làm á rồi em cũng phải chịu nghe. Rồi thôi vậy là em hơn lắm á nha, em hơn lắm á. Coi như là mê con hơn mê vợ thì cái đó không phải tật xấu rồi ha. Đúng rồi chị. Đúng không? Không xếp vào tật xấu. Mình đúng không? Mình đúng không? Rồi bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì đúng không? Rồi hay để nguyên, nói chung là vợ chồng mình ở với nhau cũng 20 năm. Từ 2003 đến bây giờ 2023 rồi 20 năm rồi, cũng quá hiểu với nhau. Nhưng mà có cái ở anh là cái nóng giận của mình mà anh không kiềm chế được, thì em cũng hy vọng là bây giờ mình có tuổi rồi, con cũng lớn rồi, nên cái gì cũng nên kìm lại một xíu, nhẹ nhàng lại một xíu. Chút nói thì chắc em cũng phải suy nghĩ chút xíu, là nhiều khi tới những cái lúc nào đó nhiều khi mình không kìm hãm được, mình phải nén lại chút xíu. Nhưng mà thật sự tới ngay bây giờ luôn nha, những cái lúc mình nóng mà thực sự mình lúc đó giống như là mình không có suy nghĩ hay sao á chị Bân. Nó phải có phương pháp. Dạ, và mình vẫn có... mình vẫn như là cái cảm xúc lúc hồi trẻ của mình. Đạt là dị dạng giống như nè, giống như bị bốc quả đây. Tới Đạt đó. Dạ. Bà thì sao? Chút thì tính xấu thì em cũng không thấy nhiều đâu, nhưng mà chỉ có cái là giờ giấc rất là không có nguyên tắc, không có cái gì đúng giờ, không có gì đúng giờ hết. Hồi xưa là bà này nổi tiếng là thí dụ như là điểm show diễn đi, là thí dụ bà canh từ nhà mình mà lên show diễn khoảng 10 phút nha, là bà phải 7:50 bà mới đi. Nghĩ coi chịu nổi không? Có canh me tới thì cái là canh me. Bà nói em mới nói bà là ủa em không có canh, thí dụ như xe bị hư hay là bị thí dụ như đường đông không đi trên nó 10 phút à. Là người ta nói 8 giờ cái là 8 giờ có mặt là được rồi. Không có dự phòng rủi ro. Không có cái đó cũng dễ đó. Tích lũy lành thành bị nổi điên á. Dạ, dạ đúng rồi. Đúng thiệt, dễ nổi điên lắm. Ông cứ cự em hoài vậy đó. Em á là đặc biệt là khoái tới lúc nào cũng sớm không để ai đợi. Đúng. Ví dụ như là 10:30 làm là em thường thường khoảng 10:15 em có mặt rồi. Còn anh này á là ví dụ như 10:30 là nhiều khi phải trễ ví dụ như 10 phút đi. Người ta nói không 10 phút không sao đâu. Vậy là lê mê. Dạ đó kiểu lê mê giờ giấc. Em Đạt muốn vợ thay đổi gì Đạt nói luôn đi Đạt. Đó là em bớt cái đó luôn. Bớt cái đó nhưng mà chắc là em nghĩ là nhiều khi cái tính chị hả? Mong mỏi là phải thay giờ, đổi cái phải thay đổi cái tính đó mà tính nó không không biết có thay đổi được không. Giờ cái cặp này đơn giản lắm. Để vậy. Đó là một cái mảnh đất màu mỡ để cho cái cơn điên nó trỗi dậy. Dạ, cho nên là bây giờ theo chị là em dẹp cái mảnh đất màu mỡ đó đi nha. Nghe em làm sao mà để cho triệt cái cơn điên này đi giùm chị là xong thôi. Đúng rồi. Lề mề bởi vì nó nổi đi. Nó nổi đi. Đúng rồi. Bây giờ mình đi trễ, đâu cười nó cười mình. Đó đó đúng rồi. Nó mày không biết dạy vợ, đúng không? Kêu vậy đó. Cười nó đi. Đúng rồi. Dạ. Một cái bà. Vậy thôi, gút mắt. Dạ. Rồi, cảm ơn Phong Đạt và Nhã Trúc đã đến đây chia sẻ.